hé lộ cách chi tiêu dành cho người dùng thông thái với BKIP 80. Nhờ công tác phòng chống dịch hiệu quả, mà người Việt chỉ cần giãn cách xã hội một tháng là đã quay trở lại với cuộc sống bình thường. Khoảng thời gian một tháng đó chẳng dài, nhưng cũng đã và vẫn đang gây ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, khiến nhiều người phải thay đổi thói quen chi tiêu, mua sắm. Nhiều người thì nghĩ đơn giản là cứ tiêu ít đi, cắt giảm mỗi khoản một ít hoặc thậm chí ngừng hẳn các nhu cầu mua sắm, xong đó vẫn chưa phải là cách hiệu quả nhất mà vẫn còn nhiều kiểu chi tiêu khoa học hơn đáp ứng cả nhu cầu mua sắm mà không lo ảnh hưởng nhiều đến hầu bao lên danh sách những thứ cần mua liệt kê những món mà bạn đang muốn mua sau đó xem xét kỹ lưỡng và loại bỏ những thứ không cần thiết thực ra thì đây là phương pháp chi tiêu cực hiệu quả mọi người nên sử dụng mọi lúc chứ không chỉ trong thời kỳ bình thường mới này trước khi đi siêu thị hay lên lượn vài vòng trên các trang thương mại điện tử hãy tự liệt kê ra những món đồ muốn sắm từ đó giả soát và cân nhắc lại một lượt để chọn ra những thứ cần mua nhất cách này vừa giúp bạn tránh mua thiếu đồ vừa giúp cân đối chi tiêu cực kỳ hiệu quả lựa chọn đúng thời điểm mua sắm đây là cách cực kỳ hay nếu bạn đang muốn mua một món đồ nào đó đắt tiền đừng thích gì là xuống tay mua luôn hãy thử lên mạng tìm kiếm thông tin xem sản phẩm muốn mua có chương trình khuyến mãi nào hấp dẫn không nhất là với các loại đồ điện tử gia dụng hãy dạo một vòng các siêu thị và trang thương mại điện tử xem có ưu đãi khuyến mãi nào thật hấp dẫn không rồi đưa ra quyết định không chỉ các hãng tự đưa ra mức giảm giá để kích cầu mua sắm trong giai đoạn bình thường mới nhiều hệ thống siêu thị cửa hàng điện máy cũng tung ra ưu đãi dành cho khách hàng mà khó có thể bỏ qua lựa chọn sản phẩm đúng nhu cầu một phương pháp tiết kiệm rất hiệu quả chính là việc tìm mua những món đồ kiểu combo ở đây không chỉ là combo về tính năng ví dụ như một chiếc tv vừa để xem phim vừa để duyệt web chơi game Combo đáng giá nhất chính là combo về giá trị ưu đãi, lợi ích khi bạn mua những sản phẩm đó. Ví dụ như gói khuyến mãi sắm Samsung tiết kiệm khủng, vừa được tung ra dành cho khách hàng mua các SMA rồi TTV của hãng trong thời gian tới. Đây là giải pháp mà Samsung dành tặng để người tiêu dùng giải được bài toán khó là làm sao để chi tiêu hợp lý nhất trong khoảng thời gian khó khăn này. Chi tiêu thông minh nhất là khi săn được những gói combo ưu đãi cực mạnh như thế này chính xác thì gói ưu đãi sắm Samsung, tiết kiệm khủng mang tới khách hàng cả combo lợi ích 80, bao gồm trả góp không lãi suất khi mua các mẫu TV Samsung 43 inch, 49 inch và 55 inch. Đặc biệt, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm, với dịch vụ độc quyền trả trước không đồng được áp dụng cho tất cả khách hàng chọn mua TV Samsung tại chuỗi siêu thị điện máy VHC, Media Mart, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Cao Phong và Pico. Đây cũng là ưu điểm cho thấy Samsung cực kỳ quan tâm đến người tiêu dùng. Không phí học trực tuyến, với PassKit kho nội dung giáo dục bổ ích, an toàn được thiết kế độc quyền trên Samsung SMA-RTTV, các bé sẽ được học tiếng Anh qua giáo trình We WePlay chuẩn Cambridge, giờ, đồng thời khám phá thế giới khoa học cùng chương trình STEM kỳ thú. Đây chính là lớp học tại gia nơi bạn được cùng con vừa học vừa chơi, mà không lo phát sinh bất cứ khoản học phí nào. Không phí tập thể dục, không cần ra phòng tập với chi phí đắt đỏ. Trên Samsung SMA-RTTV đã có sẵn ứng dụng rèn luyện sức khỏe từ chương trình 365 ngày khỏe đẹp tập hợp các bài thể thao miễn phí được tư vấn nội dung bởi california yoga và fitness bạn sẽ được hướng dẫn luyện tập hình thể bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp hàng đầu ngay tại nhà không phí xem phim với các gói ứng dụng đặc sắc có tại galaxy play cliptv và mitv vũ trụ điện ảnh sẽ được tái hiện sống động ngay tại nhà bạn cùng đa dạng thể loại phim từ trong nước đến quốc tế không phí xem truyền hình, tập hợp vô số các kênh giải trí có trên Vian, VTV On và FPT Play, đặc biệt là các gói dành riêng cho gia đình, bạn sẽ được cùng cả nhà trải nghiệm kho nội dung phong phú với những chương trình truyền hình luôn được cập nhật mới nhất. Không phí vận chuyển, dẫn đầu không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn là dịch vụ chuyên nghiệp, mỗi khách hàng khi mua TV Samsung đều nhận được đặc quyền vận chuyển và lắp đặt tận nhà mà không phải trả thêm phụ phí nào không tốn tiền điện với mỗi sản phẩm TV, Samsung đều mang đến mức giá ưu đãi để hỗ trợ tiền điện cho khách hàng. Chương trình ưu đãi sắm Samsung, tiết kiệm khủng hiện đang diễn ra tại nhiều hệ thống siêu thị điện máy trên toàn quốc và áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm Samsung SMA rồi TTV từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020. Còn chân trừ gì nữa, nhanh tay lên và trở thành người tiêu dùng thông thái, cùng nhau bước vào thời kỳ bình thường mới. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.